Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp theo mình làm một đề tài, đó là phản biện cách giải thích kinh thánh lưu manh và vô học của ông Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Đường link về video giải thích nguyên văn của ông Vũ Văn Thiên tôi để dưới bài viết. Thì đây là đường link, nếu các bạn cần thiết thì mình sẽ chia sẻ đường link đây trên YouTube. Thì nhanh gọn thì các bạn có thể đánh cho YouTube Vũ Văn Thiên tổng giáo phận Hà Nội thì sẽ ra. Đây là bài viết để phản biện lại những lời giải thích kinh thánh cựu ước của ông Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, trước sự nghi ngờ và thắc mắc về những chuyện bạo lực, giết chóc, vân vân của Chúa trong Kinh Thánh đối với luật sư Nguyễn Thanh Sơn, người có ý định rửa tội để theo đạo Công giáo, nhưng khi tìm hiểu Kinh Thánh thấy nó chứa đựng quá nhiều cảnh bạo lực, giết chóc, nên anh không theo nữa và anh ấy đã quy y theo Phật giáo. Có thể tóm tắt ý của ông Vũ Văn Thiên nói như sau: Kinh Thánh Cựu Ước là tập hợp các câu chuyện cổ tích và dân gian được viết trong hàng ngàn năm, từ những năm 1000 trước Công Nguyên đến thời kỳ Giê-xu của rất nhiều tác giả của nhiều thời kỳ, rồi được lắp ghép lại thành cuốn Kinh Cựu Ước. Ở cuốn kinh này có vô số những câu chuyện bạo lực, cổ vũ bạo lực, giết người, đốt phá, cướp bóc, dâm dục, mưu mô, trả thù, rất tàn ác và kinh hoàng. Nhưng ông ấy luôn khẳng định rằng tất cả những câu chuyện này đều được Chúa Thánh Thần soi sáng và là những lời chân lý cao siêu và tình thương của Chúa đối với con người. Nhưng ông ta lại nói do cuốn kinh được viết vào những năm 1000 trước Công Nguyên, nghĩa là cách thời đại chúng ta đang sống khoảng 3000 năm, nên con người thời kỳ đó quan niệm về Thiên Chúa lúc đó nó khác rất xa so với bây giờ. Quan niệm về các mối tương quan cuộc sống, các mối quan hệ xã hội cũng rất khác so với bây giờ, do đó không thể áp dụng cho con người thời nay. Nhưng ông ấy lại luôn khẳng định những lời của Chúa trong Kinh Thánh luôn là chân lý cao siêu, là những lời dạy sáng suốt, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng. Rồi qua thời kỳ của ông Giê-xu với cuốn Tăng Ước, Giao Ước Mới, thì ông Giê-xu lại giới thiệu với mọi người về Thiên Chúa với những hình ảnh lại khác. Vậy Kinh Cựu Ước nên hiểu như thế nào cho đúng bản chất của các sự việc đây? Ý nghĩa của các câu chuyện trong Kinh Thánh là gì? Thông điệp là gì? Lời giải thích của vị tổng giám mục này đã thỏa mãn chưa? Tôi sẽ vừa giải thích vừa phản biện rằng bằng các chứng cứ lịch sử không thể chối cãi, Kinh Cựu Ước là tập hợp các câu chuyện cổ tích và thần thoại, là bản giao ước giữa Chúa thông qua một số nhà tiên tri hay sứ giả của Chúa với riêng dân tộc Do Thái thôi. Từ Cựu Ước nghĩa là giao ước cũ, cũ là cũ so với thời ông Giê-xu trở về đây. Còn thời kỳ đó nó đơn giản chỉ gọi là giao ước thôi. Và những giao ước này được cho rằng của ông Abraham và ông Môi-se với Chúa, những nhân vật huyền sử không có thật, chứ không phải là một nhân vật lịch sử, cũng giống như Lạc Long Quân và Âu Cơ của Việt Nam chúng ta, hay nhiều nhân vật huyền thoại của các dân tộc khác. Lịch sử hình thành Kinh Thánh Cựu Ước có lẽ bắt đầu từ thời vua David, và con của ông là vua Solomon. Những người được nhà tiên tri Samuel sức dầu khoảng hơn 1000 năm trước Công Nguyên, đây là thời kỳ
hoàng kim nhất của người Do Thái. Ngôi đền Jerusalem thờ Thiên Chúa được xây dựng, Kinh Thánh được viết bằng văn bản, lãnh thổ được mở rộng. Hai vị vua này được cả ba tôn giáo có cùng nguồn gốc là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đều coi những vị thánh của họ, những cuộc chiến tranh tôn giáo và thập tự chinh sau này nó cũng vì vùng đất thánh này đây. Sau đó là thời kỳ lịch sử dân tộc Do Thái bị nội chiến dẫn đến phân ly, rồi bị thay nhau cai trị từ nhiều thế lực và đế chế như Tân Assyria, Babylon, Hy Lạp, Ba Tư hay Iran, rồi La Mã. Trong suốt thời kỳ này, người Do Thái phải lưu vong khắp nơi, nhưng chủ yếu ở các vùng trong lãnh thổ cũ của đế chế La Mã, như toàn bộ các vùng đất bao quanh biển Địa Trung Hải, vùng Trung Đông, vùng Biển Đen. Ngôi đền Jerusalem bị tàn phá rồi xây lại và bị san bằng vì các đế chế muốn đồng hóa người Do Thái. Cuốn kinh Cựu Ước cũng gần như là cuốn hành trình lưu đày của họ. Những câu chuyện được thêu dệt luôn được thần thánh hóa lên và xoay quanh Thiên Chúa, vị thần của riêng họ, bảo hộ dân tộc họ. Dù ở đâu, trải qua nhiều thế hệ, người Do Thái cũng đều coi Jerusalem là vùng đất tinh thần, là miền đất hứa, là nơi họ luôn khao khát được trở về, nơi có ngôi đền Jerusalem. Do lịch sử bị nô lệ, bị lưu đày và khổ cực như vậy nên người Do Thái luôn mong muốn và hy vọng sẽ có ngày Thiên Chúa của họ sẽ cứu độ dân tộc họ, ổn định dân tộc họ, và họ hy vọng vào một đấng cứu thế Messi hay đấng sức dầu, nhưng phải thuộc dòng dõi vua David để lên làm vua người Do Thái. Điều này là do họ hoài niệm về thời kỳ vua David là thời hoàng kim của dân tộc. Đó là khát vọng của họ. Đây là phản ứng sinh tồn của loài người, cũng giống như chúng ta khi đứng trước một khó khăn hay bất trắc nào đó, chúng ta luôn ao ước sẽ có một vị thần hay có phép thuật nào đó để thỏa mãn mục đích của chúng ta, thay đổi chúng ta. Hay chúng ta cũng hoài niệm và muốn sống lại quãng thời gian thành công trước đó. Do đó một vị cứu tinh dân tộc luôn được người Do Thái tưởng tượng, hy vọng và chờ đợi như thế sẽ xuất hiện và thực hiện lời giao ước là sẽ cứu dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ và họa xâm lăng từ các nước lân bang và đưa dân tộc họ lên một tầm cao. Những hy vọng về một vị Thiên Chúa hay Messi này được viết thành nhiều văn bản, thành nhiều câu chuyện từ nhiều người khác nhau, truyền khẩu qua nhiều thế hệ và lắp ghép lại thành thành cuốn kinh Cựu Ước như hôm nay. Rồi sự hy vọng và trông ngóng về một vị cứu thế Messi thuộc dòng dõi vua David đó được thần thánh hóa lên trở thành những lời tiên tri hay tiên đoán, để rồi họ được mãi chờ đợi. Nhưng nó cũng là liều thuốc an thần để họ tồn tại. Trong thời gian bị đô hộ này thì một nhánh của dân tộc Do Thái lưu lạc sang đất Ai Cập, vùng đồng bằng sông Nin màu mỡ, rồi họ lập nghiệp tại đây và sinh sôi đông dần lên vào khoảng vài chục ngàn người. Chính quyền Ai Cập họ nhận thấy rằng nhóm người Do Thái này có thể gây nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ, nên họ tìm cách trục xuất hết những giống, cũng giống như hiện nay người Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta, và chúng ta cũng nghi ngờ về âm mưu của họ đối với an ninh quốc gia. Từ đây các tác giả mới nghĩ ra các câu chuyện như ông Môi-se dẫn dắt dân Israel
ra khỏi đất Ai Cập, rồi được Chúa bảo vệ. Các câu chuyện như Chúa rẽ đôi nước biển đỏ giúp người Do Thái di chuyển qua được, thêu dệt lên. Rồi câu chuyện Thiên Chúa giết hết những đứa con đầu lòng của Ai Cập cũng là để nuôi hy vọng, để thỏa mãn sự tức giận và cay cú muốn trả thù của người Do Thái khi bị trục xuất như vậy. Những câu chuyện như vậy luôn được thần thánh hóa lên xoay quanh vị Thiên Chúa đó. Do đó nội dung các câu chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra cả. Tuy nhiên, thời kỳ đó suy nghĩ của con người cũng chỉ đến thế. Tôi cho rằng cũng chỉ ngang học sinh lớp 5 thời bấy giờ. Nhưng ngày nay, giáo hội bắt con người tin tuyệt đối vào những câu chuyện nhảm nhí và hỗn độn như vậy thì lại là một tội ác. Sau này khi đến thời ông Giê-xu, khi bị đế chế La Mã cai trị, họ mang văn minh vào thì có thể văn chương tốt hơn, logic hơn, nhưng nó vẫn chỉ là thời cổ đại mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Có vậy thôi mà một vị tổng giám mục không biết giải thích, không biết ông ta dốt nát thật hay cố tình dốt nát đây. Với lại vị thần này cũng chẳng liên quan gì đến dân tộc Việt Nam, vậy mà khối kẻ nhận vơ rồi sùng bái mà không biết mắc cỡ, lại còn oan oan cái miệng. Các cụ Việt Nam chúng ta đã dạy không sai rằng: mồ cha không khóc lại khóc tổ mối. Nhưng các con chiên ở đất nước Việt Nam ta xa tiết mù khơi, xa ơi là xa, này đã phát triển tổ mối này lên một tầm cao mới, là phải đóng góp tiền bạc để xây những cái nhà thờ to ơi là to để thờ con mối Chúa. Như vậy rồi còn mang nó về lập bàn thờ, rồi hàng ngày ca ngợi tung hô nó, cầu xin van nài nó để hy vọng mai sau nó sẽ rước về tổ mối để hưởng nhang của nó. Tuy nhiên, nhờ vào những hy vọng về Thiên Chúa hay một đấng cứu thế Messi được Chúa phái xuống để cứu rỗi, mà người Do Thái đã thêm sức mạnh an ủi tinh thần họ để vượt qua được khó khăn. Với suy nghĩ thời cổ đại đó thì họ giao phó số phận vào một vị thần mà họ tin để hy vọng là điều rất dễ hiểu. Đây là điều tôi không hề đả kích, mà thậm chí tôi rất trân trọng những hy vọng đó. Hay tôi trân trọng câu chuyện thần thoại về một vị Thiên Chúa của dân tộc họ, cũng giống như câu chuyện thánh gióng của Việt Nam chúng ta, hay nhiều câu chuyện về các vị thần cứu tinh của các dân tộc trên thế giới. Hay cũng giống như người Kitô giáo luôn hy vọng và ảo tưởng rằng một ngày nào đó Thiên Chúa của họ sẽ quang lâm và sẽ phán xét loài người, nên họ răm rắp vâng phục giáo hội như những con thú đã được thuần hóa. Điều này thì chắc chắn không bao giờ xảy ra, nhưng vì mù quáng tôn giáo mà họ vẫn hy vọng và chờ đợi, để rồi đời đời kiếp kiếp họ luôn sống trong hoang tưởng, rồi phải làm nô lệ cho giáo hội Công giáo Vatican. Do đó các câu chuyện trong Kinh Cựu Ước nó mang màu sắc như vậy: nào là chém giết, hận thù, bạo lực, thôn tính, cướp bóc, đốt phá và trừng phạt các dân tộc khác để hy vọng được bảo vệ, để thỏa mãn, để hy vọng được cứu rỗi, để thêm sức cho người Do Thái vượt qua. Hoặc là rất nhiều câu chuyện Thiên Chúa trừng phạt người này, người kia, những câu chuyện vặt vãnh cũng chỉ mang mục đích dọa khỉ nhát ma những người yếu tim để họ phải tôn thờ Thiên Chúa một cách tuyệt đối, nhằm mục đích quy tụ và đoàn kết dân tộc Do Thái lại, cũng như rất nhiều các vị thần dân gian của các dân tộc. Đó là truyền thống và nền văn hóa của họ. Đó là thông điệp và mục đích của Kinh Cựu Ước. Người Do Thái trong
thời gian lưu lạc đó, họ rất bị phân biệt đối xử, bị săn lùng và bị tàn sát khắp nơi, khắp thời kỳ. Do đó chủ nghĩa phục quốc hình thành, đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ hai, với chính sách bài Do Thái mà Hitler, một tín đồ công giáo Vatican, đã thực hiện. Người Do Thái bị săn lùng và bị tàn sát khắp nơi. 6 đến 8 triệu người Do Thái bị tàn sát một cách có hệ thống rất kinh hoàng. Điều này chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Khi tội ác này xảy ra, ông giáo hoàng thời kỳ đó là Pio thứ 12, lúc đầu không hề có phản ứng gì. Thậm chí ông ta đã bắt tay với Hitler trong nhiều sự việc bẩn thỉu khác nữa. Sau này khi thấy nguy cơ Đức thất bại thì ông ta mới phản ứng qua loa, phản ứng cho có lệ. Chỉ đến khi Đức và phe trục thất bại thì Liên Hiệp Quốc, chủ yếu là Anh và Mỹ, thấy rằng cần bảo vệ người Do Thái, cần phải bảo tồn dân tộc được Chúa chọn này kẻo tuyệt chủng, và họ cần người Do Thái để thực hiện mục đích của họ ở Trung Đông. Nên họ mới hợp lại và cắt một vùng đất cũ ở Trung Đông và lập ra nhà nước Israel như hiện nay. Từ đây, sau hơn 2.000 năm lưu lạc, người Do Thái mới được trở về cố hương, dân tộc mới hồi sinh và được cứu rỗi. Vâng, chính Liên Hợp Quốc, chính Liên Hợp Quốc mới đúng là đấng Messi mà họ hy vọng và mong chờ. Nhưng đấng này không cần sức giàu, mà cũng chẳng cần phải là dòng dõi vua David gì cả. Quay lại vấn đề giải thích kinh thánh của ông Vũ Văn Thiên, xin khẳng định với ông Tổng Giám Mục rằng cuốn kinh Cựu Ước nó là sản phẩm của riêng dân tộc Do Thái mà thôi, mà Do Thái giáo không hề đưa ra quan điểm Chúa Ba Ngôi. Chỉ có một Chúa duy nhất, Chúa Ba Ngôi chỉ là khái niệm của riêng Kitô giáo sau này. Kitô giáo buộc phải miễn cưỡng công nhận kinh Cựu Ước, nếu không thì Giêsu sẽ không có liên hệ hay vai trò gì đối với Thiên Chúa cả. Sự thần thánh hóa ông Giêsu sẽ vô tác dụng, thuyết Ba Ngôi sẽ bị ném sọt rác. Do Thái giáo không bao giờ chấp nhận cái gọi là Chúa Thánh Thần như Kitô giáo. Vậy cuốn kinh Cựu Ước được Chúa Thánh Thần soi sáng và mặc khải như ông giải thích là điều hết sức nhố nhăng, rất bậy bạ và thiếu hiểu biết, nhận vơ và đánh tráo khái niệm một cách trắng trợn và vô học. Nếu nói như ông là Chúa Thánh Thần soi sáng mặc khải kinh thánh, thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng mặc khải cho hàng ngàn tác giả. Mỗi tác giả sẽ lại trở thành một nhà tiên tri của Chúa nữa. Điều này chứng tỏ Chúa Thánh Thần hoặc là kẻ dở hơi và dốt nát, hoặc là ông ta là kẻ thích chém giết, ưa đốt phá, thích trả thù, thích hãm hiếp, nên mới mặc khải và hướng dẫn những điều tàn ác và vô nhân tính cho loài người. Nói như ông có nghĩa rằng ông Chúa Thánh Thần này cũng nhảm nhí và rảnh việc. Tại sao ông ta không mặc khải và hướng dẫn cho một người duy nhất nào đó viết kinh thánh, mà lại mặc khải cho nhiều tác giả qua nhiều câu chuyện trải qua nhiều thời kỳ, để rồi nó rời rạc chấp phá trong cả ngàn năm thành một mớ hỗn độn như thế? Kinh thánh truyền đạt một chân lý cao siêu của Thiên Chúa như vậy hả ông Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên lưu manh kia? Nếu nó chỉ là các câu chuyện cổ tích dụ ngôn như ông nói, vậy thì nó cũng giống như vô số các câu chuyện cổ tích và dụ ngôn hay thần thoại khác. Câu chuyện đó chỉ để kể cho học sinh tiểu học nghe thôi, và để các cháu sống trong thế giới thần tiên của tuổi thơ, và khi lớn lên thì ai cũng biết rằng nó chỉ là tưởng tượng, không tồn tại. Vậy tại sao ông phải giải thích rồi còn cho rằng đó là chân lý cao siêu mà Chúa mặc khải?
Ông còn cho rằng quan niệm về Thiên Chúa của con người ngày xưa khác với bây giờ. Điều này càng nói lên sự vô học và dốt nát của ông. Có nghĩa rằng ông đã phủ nhận Kinh Cựu Ước, phủ nhận Chúa của Cựu Ước. Chẳng khác nào ông đang tự vả vào mặt ông, và chính ông đang bóp dái Thiên Chúa của ông. Nhưng ông lại khẳng định những lời của Chúa luôn là một chân lý cao siêu. Vâng, đã là chân lý cao siêu thì nó phải xuyên không gian và thời gian, vậy lại càng mâu thuẫn với điều ông nói rằng quan niệm của con người ngày xưa khác về Thiên Chúa khác ngày nay khác. Điều này chính ông đã công nhận rằng Chúa chỉ là cục đất. Ngày xưa người ta nặng Chúa kiểu khác, ngày nay nặng khác. Vậy thì theo tôi, Giáo hội Công giáo Vatican nên mang Kinh Cựu Ước ra rồi đốt hết đi, cho nó vào sọt rác đi, vì nó không còn phù hợp với quan niệm đối với con người ngày nay nữa. Ông càng bao biện thì càng mâu thuẫn, càng bao biện thì càng thể hiện ông chính là người không biết gì cả, hoặc ông thiếu sự trung thực nhưng sự lưu manh, trơ trẽn thì lại có thừa, hoặc ông đang tung hỏa mù để các tín đồ không phân biệt được trắng đen, hay là những câu vô nhân tính đó do con người nghĩ ra để thỏa mãn mục đích của họ, rồi người ta nhét vào miệng Chúa, rồi các ông la làng lên rằng Chúa phát ngôn như vậy, rồi bắt người ta phải tin răm rắp. Điều này càng chứng tỏ sự lưu manh, bịp bợm và lương lẹo. Càng giỏi thì chức vụ ở Giáo hội Công giáo Vatican càng cao. Hầu hết mọi người do nhiều yếu tố như công việc, cuộc sống, mưu sinh và thời gian, nên họ thường lười đọc, lười tìm hiểu. Họ chỉ biết tin thôi. Nắm bắt được tâm lý này nên Giáo hội Thiên Chúa giáo tha hồ thể hiện sự lưu manh và lương lẹo để bịp bợm họ, dẫn dắt các tín đồ rằng Kinh Thánh là những sản phẩm tịnh tiến, do đó không nên hiểu Kinh Thánh thông qua một vài câu chuyện đơn lẻ hay vài câu đơn lẻ, mà phải đọc xuyên suốt thì mới được phép hiểu. Đó là sự chạy tội bao che rất vô trách nhiệm và trơ trẽn, khi những câu chuyện bạo lực, tàn ác và vô nhân tính luôn được giới chủ chăn dùng chiêu bài này, còn những điều răn đơn lẻ hay những câu chuyện có nhân tính thì lại khuyến khích tín đồ nên hiểu ngay và hiểu luôn. Trích dẫn tùm lum rồi đọc oan oan trong nhà thờ, ví dụ như một số câu chính ông đã trích dẫn đơn lẻ đó, hay các câu chuyện bạo lực giết chóc trong Kinh Thánh, họ lại đánh lạc hướng tín đồ rằng nên hiểu theo nghĩa thần học, hay không nên lấy trí nhân mà phán xét thánh nhân, hay Kinh Thánh là sản phẩm rất cao siêu của Chúa nên loài người không hiểu được đâu. Vì vậy Kinh Thánh Chúa viết ra để cho ai đây? Cho loài cao siêu nào đây? Các bạn thấy Giáo hội và bọn chủ chăn trơ trẽn và lưu manh chưa? Kinh Thánh chỉ có thể giải thích được một cách thuyết phục khi các ông phải chấp nhận sự thật là Chúa không tồn tại. Do đó các câu chuyện trong Kinh Thánh chưa bao giờ xảy ra, đó chỉ là sự thần thoại hóa thôi. Hoặc là các ông phải chấp nhận rằng Thiên Chúa chỉ là vị thần của dân tộc Do Thái, chỉ riêng của họ mà thôi, không được phép phổ quát cho toàn nhân loại, không được ăn cắp vị thần của họ rồi nhận làm của mình, rồi về chế biến hay xào nấu tùm lum, rồi bắt mọi người phải tin, phải tôn thờ, phải quỳ lạy. Như thế thì dù ngàn năm hay triệu năm sau, Giáo hội không bao giờ giải thích được. Còn nhiều điều tôi rất muốn phản biện tiếp, nhưng do bài viết hơi dài nên phải dừng lại. Lời cuối cùng tôi muốn nói rằng Giáo hội không nên dùng đầu óc heo quay của Thiên Chúa để dạy dỗ loài người. Chúa không đủ tư cách đâu, thánh nhân không đủ trình để lừa bịp phàm nhân đâu. Vì Chúa một ngôi trong sáng và sạch sẽ của Do Thái giáo đã bị đổi màu, đã bị biến thành con quỷ ba ngôi khát máu chuyên đi cưỡng đoạt
tự do và lừa bịp loài người dưới bàn tay nhào nặng của Kitô giáo La Mã và Vatican thật là tội nghiệp cho số phận của Thiên Chúa, vị thần của Do Thái giáo. Đó là bài viết rất tuyệt vời, phản biện rất là hay, rất sâu sắc, được đăng trên được đăng tải trên trang của Nguyễn Cường. Đây là giám chắc giám mục giáo xứ Hà Nội đây chứ ai đâu. Các bạn nghe được thì các bạn xem dung nhan xong rồi các bạn cặp mắt này mắt heo luộc, nên không nhìn thấy được, không biết được, không hiểu được ha. Xem dung nhan của ông ta rồi sau đó chia sẻ bài viết thật nhiều để mọi người cùng chiêm ngưỡng, cũng như đánh động cái nhân tính của những con chiên ở trong con người của con chiên hiện hữu trên dân tộc Việt Nam của mình, để sống đúng với tinh thần của con người. Và sau này mình sẽ tìm những bài hay ho và hấp dẫn hơn, mình sẽ làm tiếp theo. Sau này mình sẽ làm cái bài này, bài này cũng dài, khá dài nè, hay nè. Những câu nói nổi tiếng của những bậc vĩ nhân về Chúa và tôn giáo. Đấy, thì sau này mình sẽ làm ha. Tiếp tục nghe rồi bạn chia sẻ. Thì được biết là bà Nguyễn Cường này thì cũng là người Bình Dương. Không biết là người Bình Dương mà hay là ở đâu mà bạn rất là tuyệt vời. Thì mới vừa kết nối với mình, kết nối với mình qua cái phần mà comment ở trên kênh YouTube. Đây là cái bài viết của một người em của mình đã lấy vợ người Công giáo. Thì lấy vợ thì theo Công giáo nhưng mà tính nó ngang bướng lắm, cho nên là mình tin tưởng không đến đổi nào nó mê muội. Nó viết những cái bài, nó cũng viết cái bài đề về đại đế Alexander. Mình có comment, phần comment của mình chia sẻ với mọi người. Đây phần comment của mình đây nữa. Thì mình dẫn chứng trong cái những cái bài viết hấp dẫn tiêu biểu hay nhất để chia sẻ cho nó, chia sẻ âm thầm. Thật sự ra nó cũng biết cái nick của mình đâu, mình làm mà mình làm tới cả chục nick lần, Facebook của mình thì cả chục nick lần chứ không phải một nick hai nick. Chặn nick này mình làm nick khác, và cứ như thế thì mình đóng một vai trò là một người cha linh mục, hoặc là một người con gái mỹ miều đẹp để cho mọi người quyến rũ, dễ giao thông, dễ giao thoa với nhau, hay các bạn thiện hữu Công giáo dễ làm quen, và từ đó mình sẽ cà khịa, mình tìm những bài viết hay chia sẻ. Thế là không biết dẫn dắt được họ hay không, thì cái đầu não của họ rất là đặc biệt theo Công giáo, nhưng mà không biết là họ có nghe mình hay không. Thôi, xin tạm dừng ở đây. Xin mời các bạn đăng ký kênh và nhiều lên, chia sẻ nhiều lên. Xin thưa đến chính lại kênh này là dành riêng cho cái phần nói như vậy Công giáo. Nó sẽ không có quảng cáo. Thì các bạn nếu mà coi cái kênh nào mà có quảng cáo thì kênh đó kiếm tiền. Kênh nào không có quảng cáo, coi xuyên suốt, không có một bóng dáng của quảng cáo thì kênh đó không có tiền. Và mình xin cam đoan với quý vị các bạn, thì kênh này nếu nó lên tới hàng ngàn lượt đăng ký thì mình cũng xin hứa với quý vị các bạn sẽ không bật kiếm tiền. Lời hôm nay là ngày 10
12 tháng 10 năm Canh Tý và ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cho nên các bạn đừng bao giờ ngại khi đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi nha. Xin thành thật tri ân đến với vị và các bạn.